dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc ngày 8 tháng 10 được chi phối bởi đợt không khí lạnh yếu đầu mùa, nên trời nắng ráo mát mẻ vào ban ngày, đêm và sáng sớm có thể se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ 23 đến 24 độ C, riêng vùng núi có nơi rét nhẹ ở mức 21 đến 22 độ C. Từ nay đến ngày 10 và ngày 11 tháng 10, sẽ liên tục có các đợt sóng lạnh từ phía Bắc tràn xuống miền Bắc và miền Trung của nước ta. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam vẫn có cường độ trung bình, nhưng mưa dông có xu hướng giảm trong hôm nay. Thời tiết chuyển nắng vào ban ngày, mưa rải rác về chiều và đêm, nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố lân cận, dao động từ 31 đến 34 độ C, chạm ngưỡng nắng nóng. Riêng miền Trung có thể xuất hiện đợt mưa dông trong vài ngày tới do xung đột khối không khí nhẹ ở miền Bắc với không khí nóng đang duy trì ở miền Trung, nhất là khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có thể mưa to. Ngày 8 tháng 10, ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, Yên Bái cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn huyện xảy ra vụ tường sập do sạt ta luy khiến một cháu bé sinh năm 2011 ở thôn Làng Quạch, xã Ngòi A tử vong. Tối ngày 7 tháng 10, cháu tới nhà bác ở cùng thôn chơi. Đến khoảng 19 giờ 50 phút, khi cháu đang tập múa thì bất ngờ ta luy sau nhà bị sạt làm sập tường, đè lên người khiến cháu tử vong. Trước đó rạng sáng ngày 7 tháng 10, mưa lớn gây sạt lở đất vào nhà dân cũng đã khiến hai người ở thôn Góc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên thiệt mạng. Theo thống kê mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trận mưa lớn đêm ngày 6 tháng 10 đến rạng sáng ngày 7 tháng 10 xảy ra trên địa bàn tỉnh đã làm 394 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trong đó có 2 nhà ở huyện Văn Yên bị cuốn trôi hoàn toàn, 6 nhà phải di dời khẩn cấp, 333 nhà bị ngập nước, một số công trình đường bộ, thủy lợi và hệ thống đường điện cũng bị sạt lở, ảnh hưởng. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 10,2 tỷ đồng. Lực lượng chức năng chính quyền địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân một con voi chết trong khu vực rừng ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trước đó khoảng 10 giờ ngày 7 tháng 10, tại khu vực rừng của Tổng đội Thanh niên Xung Phong nằm trên địa bàn xã, một số người dân địa phương phát hiện một con voi đực đã chết. Tại hiện trường, một phần cơ thể của voi đã phân hủy, một số cây cối xung quanh bị đổ ngã. Tuy nhiên, cặp ngà của voi vẫn còn nguyên. Theo thông tin từ chính quyền các địa phương, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 14 con voi, tập trung chủ yếu ở các huyện Anh Sơn, Quỳ Châu, Con Cuông, Tương Dương. Khu vực voi sinh sống là trong rừng sâu, xa khu dân cư. Tuy nhiên, thỉnh thoảng người dân vẫn phát hiện voi về gần khu dân cư và nương rẫy của người dân. Trước đó, ngày 16 tháng 2, người dân xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An từng phát hiện một con voi chết trên địa bàn xã. Thông tin từ Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, thời gian qua, Bộ Thông tin Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, xây dựng quy trình xử lý các nghệ sĩ sai phạm. Hiện Bộ Thông tin Truyền thông đã làm hết tất cả những nội dung liên quan và chuyển sang Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổng hợp thành quy trình chung nhằm hạn chế sự xuất hiện của các nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trên sóng truyền hình, báo chí và các sân khấu nghệ thuật biểu diễn. Thời gian qua, dư luận trong nước thường xuyên phản ánh hiện tượng giang hồ mạng. Các biểu hiện của người được gọi là giang hồ mạng như sử dụng ngôn từ không chuẩn mực hay làm các video clip bạo lực, ăn mặc không đúng thuần phong mỹ tục đều đã có chế tài xử lý. Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông, thời gian qua, Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ nhằm chấn chỉnh hiện tượng này. Nhiều đối tượng được gọi là giang hồ mạng đã bị xử lý hình sự. Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã có những liên hệ đối với các nền tảng xuyên biên giới và doanh nghiệp trong nước, yêu cầu tham gia đấu tranh nhằm hạn chế hiện tượng giang hồ mạng, đặc biệt là với các nội dung có yếu tố bạo lực, xúc phạm danh dự nhân phẩm tổ chức cá nhân. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 8 tháng 10, người dân sinh sống ở con hẻm quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khói lửa bùng cháy từ xưởng gia công ép nhựa nên tìm cách tiếp cận hiện trường và dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Do bên trong xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Tân điều động nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.
Một lúc sau, ngọn lửa được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong nhà xưởng rộng khoảng 100m² bị thiêu rụi và một người phụ nữ tử vong. Mở rộng điều tra, ông Phùng Mỹ Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ Mỹ Luân, bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại công ty Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan. Theo cơ quan điều tra, ông Phùng Mỹ Luân đã thỏa thuận chi tiền cho Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc công ty Trung Hậu 68, để được khai thác cát trái phép tại mỏ của công ty Trung Hậu 68. Bước đầu xác định, Phùng Mỹ Luân khai thác và bán trái phép hơn 197.000 mét khối cát, thu lợi bất chính hơn 19,7 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.